Chào mừng đã quay trở lại với Đại Vương Review Phim. Nếu bạn là fan của phim hành động thì đừng bỏ qua bộ phim Hoa Sen Đen này nhé. Xuyên suốt bộ phim là những pha hành động dứt khoát nhưng không kém phần gay cấn, bảo đảm sẽ khiến cho bạn mê chữ E kéo dài. Nam chính Matteo là một anh công nhân nhà máy gỗ. Do đặc thù công việc tay chân khiến anh sớm tôi luyện được một thân thể 6 múi săn chắc. Dẫu vậy nhưng Matteo lại là một người hướng nội và nhát gái, nên đã 30 mùa khoai sọ rồi mà chưa từng nảy nọ với ai. Cuộc sống của Matteo vô cùng lành mạnh, sáng chạy bộ chục vòng quanh thành phố, chiều chăm sóc thú cưng. Không biết nguồn cơn thế nào mà một thanh niên nghiêm túc như Matteo lại bị đám mafia để mắt tới. Bọn chúng còn bắt con gái của bạn thân anh đem bán đi. Liệu rằng anh ấy có thể vượt qua khỏi kiếp nạn thứ 82 này không? Cùng theo chân mình để tìm hiểu ngọn nguồn mọi chuyện nhé. Bắt đầu phim là cảnh Interpol vừa thực hiện phi vụ truy quét phi vụ buôn bán ma túy lớn. Đáng tiếc những kẻ mà họ bắt được chỉ là đám tốt thí mạng mà thôi. Kẻ đứng sau thao túng đường dây ma túy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cảnh sát không chịu bỏ cuộc, hai đặc vụ là Fischer và Richter chịu trách nhiệm ép cung, bắt đám buôn ma túy phải khai ra boss đứng sau mình. Với nghiệp vụ của mình, cảnh sát có ti tỉ cách khiến các vua lì đòn phải nôn ra những thông tin mà mình mong muốn. Đám cảnh sát không hề biết rằng mọi nhất cử nhất động của mình đều bị chim lợn chọc đầu quan sát từ xa. Sau đó hắn báo lại cho trùm cuối Saban. Trùm cuối đang vô cùng đau đầu nhức óc vì số hàng vừa bị Interpol thu giữ chính là một nửa gia tài của hắn. Bề ngoài Saban luôn đóng vai một doanh nhân thành đạt, nhưng lại âm thầm thực hiện các giao dịch ngầm đen tối, từ bắt cóc trẻ em, buôn bán mại dâm tới đâm thuê chém mướn. Chỉ cần có tiền, Saban sẵn sàng để tay mình thấm đẫm máu tươi. Để rửa tiền, Saban đầu vào một vài quán bar và chuỗi nhà hàng ế ẩm của mình. Đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo, hòng che đậy cho thân phận thật của hắn mà thôi. Bởi hầu hết nguồn thu của Saban đều đến từ các giao dịch ngầm. Năm nay là một năm kinh tế buồn đối với Saban, khi hắn đã dốc một nửa số vốn vào phi vụ ma túy, nhưng tổ nghề không độ nên đã bị Interpol thu giữ. Thêm vào đó việc đầu tư vào công ty tài chính ăn hoa hồng, nhưng lời lãi chưa thấy đâu mà công ty đã đưa ra báo cáo thua lỗ rồi. Saban muốn thu hồi lại vốn để đầu tư cho phi vụ làm ăn mới, lại bị giám đốc công ty tài chính là Paul từ chối thẳng thừng. Saban không vui nhưng vẫn cho Paul thời gian để xoay tiền và đe dọa nếu không sẽ khiến anh ta và gia đình phải trả giá đắt. Công việc căng thẳng là vậy nhưng khi về nhà, Paul luôn cố tỏ ra vui vẻ để vợ yên tâm. Matteo là người quen của vợ Paul, anh tìm tới xin tá túc tại nhà của họ. Matteo hướng nội nên thường ngồi một góc trầm tư gặm nhấm nỗi cô đơn một mình. Matteo đã từng có 5 năm dài gắn bó với xưởng gỗ tại quê hương, nhờ vậy thân thể của anh cũng cao to vạm vỡ hơn người. Matteo đã quyết định nghỉ việc vì cho rằng mức lương bèo bọt không xứng với công sức mình bỏ ra. Anh quyết định lên thành phố tìm việc làm, vì không có nhiều bạn nên anh ấy đã nhớ ngay tới vợ của Paul. Bạn của Matteo đoàn mệnh mất sớm, người vợ sau đó mới tái hôn cùng Paul. Đến một nơi xa lạ, lại cộng thêm tính cách không hòa đồng nên Matteo chỉ có thể giải tỏa tâm trạng bằng cách chạy bộ. Để giúp Matteo làm quen với thành phố này, vợ Paul và con gái đã dành cả một ngày để đưa anh ấy đi thăm thú khắp nơi. Cô bé Angie bây giờ đã lớn hơn, cô bé có vẻ rất yêu quý và thích chơi đùa cùng Matteo. Sự trong sáng và nhiệt tình của cô bé đã khiến trái tim của Matteo được sưởi ấm. Anh cảm nhận được tình cảm gia đình từ nơi cô bé. Matteo còn mua tặng Angie một chú cún làm quà. Do trọng tải thân hình siêu to khổng lồ khiến Matteo đã làm gãy một chiếc ghế của Angie. Để chuộc lỗi, anh quyết định dùng tài nghệ của mình tạo cho Angie một bất ngờ. Đã có 5 năm trong nghề mộc nên ba cái việc đóng bàn ghế đối với Matteo chỉ dễ như ăn kẹo mà thôi. Nhờ có sự đồng hành của mẹ con Angie mà Matteo đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Anh trở nên rạng rỡ và hòa đồng hơn rất nhiều. Một ngày ba người họ đi dạo phố, Matteo vô tình bị một đám mafia bịt mặt nhắm tới. Angie thấy người chú thân thiết bị tấn công thì dũng cảm lao tới muốn bảo vệ. Bọn mafia trẻ không tha già không thương, còn muốn ra tay với Angie. May mắn Matteo đã phản ứng nhanh đạp bay hắn ta. Nhưng trong lúc anh lơ là mất cảnh giác, một tên trong nhóm mafia đã nhanh tay bắt cóc Angie. Matteo nhận ra mọi chuyện đã quá muộn, anh còn bị chúng tặng cho một gậy thật mạnh vào sau gáy. Matteo cố gắng kìm nén cơn đau gượng dậy, sau đó anh vơ vội một chiếc xe đạp đuổi theo bọn bắt cóc. Đường đông khiến Matteo dễ dàng bám đuôi được đám bắt cóc, nhưng bọn mafia cũng rất tinh danh khi biết cách dùng kế trộm long cháo phụ. Matteo cứ đinh ninh rằng chiếc xe mình đang bám theo có chở Angie. Đến khi anh nhảy lên chặn đầu xe đó lại thì mới biết bản thân mình đã bị đám mafia dắt mũi. Matteo cay lắm, anh chút giận lên tên gần mình nhất, một tay nhấc bổng hắn ném ra khỏi xe. Matteo rơi vào thế bất lợi, anh bị cả đám trong xe đánh hội đồng. Sau đó tên lái xe mất lái, báo hại Matteo bị hất văng ra khỏi xe
đập đầu vào chiếc xe đối diện và ngất xỉu. Khi Matteo tỉnh dậy, đã thấy mình đã nằm trong bệnh viện, tay còn bị còng lại. Hai đặc vụ của Interpol là Fischer và Richter đã xuất hiện. Họ hứa hẹn sẽ giúp vợ chồng Paul tìm lại con gái. Bọn họ đã biết mọi chuyện là do đám buôn ma tóe làm, nhưng không biết mục đích là gì. Sau đó Interpol lại nhận được tin dữ, khi tay chồng được họ cài cắm trong băng mafia đã bị sát hại dã man. Chúng treo thi thể của anh ấy lên thành cầu. Interpol đã nắm được nhiều manh mối, chỉ tới phía Saban. Nhưng họ càng thêm hoài nghi về thân phận của Matteo, bởi tất cả mọi thông tin về danh tính của anh ấy đều là một bí ẩn. Những vết sẹo do đạn bắn để lại trên cơ thể Matteo là minh chứng rõ ràng nhất cho họ biết người đàn ông này không hề đơn giản chút nào. Thời gian quay ngược trở lại nhiều năm về trước, Matteo và gia đình bạn thân rất thân với nhau như anh em. Ngoài thời gian làm việc ra, họ vẫn luôn dính lấy nhau như hình với bóng, là đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau nâng cao thể lực. Anh bạn thân chính là đội trưởng đội lính đặc nhiệm và Matteo là cấp dưới của anh ấy. Đội đặc nhiệm của họ là một đội bất bại, không một nhiệm vụ nào vào tay họ mà không thể hoàn thành. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ, Matteo đã mất đi người chiến hữu đó mãi mãi, khiến cho anh bị di chứng tâm lý, trở nên sống khép mình hơn. Mọi chuyện bắt đầu tại một nhà hát lớn, khi mọi người còn đang tập trung phiêu theo tiếng nhạc, thì một nhóm cướp có trang bị vũ khí thình lình xuất hiện. Bọn chúng vô cùng chuyên nghiệp, vừa xuất hiện đã chia nhau tản ra phong tỏa khắp nhà hát, muốn biến nhà hát trở thành nội bất xuất ngoại bất nhập. Đội của Matteo rất nhanh đã có mặt ở hiện trường, chuẩn bị công tác giải cứu con tin. Đám cướp dồn con tin lên sân khấu và bắt đầu livestream thách thức dư luận và pháp luật. Đội của Matteo đã đột nhập vào nhà hát bằng con đường bí mật. Các thành viên âm thầm tản ra các vị trí, chỉ đợi lệnh của đội trưởng là hành động. Đội trưởng thông thái ra lệnh cho cả đội, án minh bất động chờ thời cơ. Đột nhiên thủ lĩnh đám cướp giở trứng, bắt một nữ ca sĩ hát cho mình nghe. Sau đó lại chê giọng cô ấy như vịt đực và bắn chết ngay lập tức. Matteo chứng kiến thì phẫn nộ, anh giận quá mất khôn, quên lời dặn của đội trưởng mà ra tay bắn chết tên đó. Có Matteo mở màn, các đồng đội khác cũng lập tức hành động. Họ không cho phép đám cướp độc ác này có cửa chạy trốn. Matteo hăng máu bẻ cổ từng tên cướp, anh muốn thay trời hành đạo, mà không hề biết rằng người anh em chí cốt của mình đã trúng đạn từ lúc nào không hay. Matteo vội vàng sơ cứu cho bạn thân, một tên cướp đội lốt con tin, rút súng muốn ra tay với anh ấy. Matteo căm phẫn tóm lấy hắn, không cho hắn có cơ hội tiếp tục gieo rắc cái ác. Không may cho anh đội trưởng số nhọ, lại ăn thêm đạn và bị đăng xuất khỏi server. Matteo ân hận vô cùng, anh tự trách và cho rằng mình đã gián tiếp giết bạn. Lần này Matteo quay lại là muốn gửi lời xin lỗi chân thành tới vợ con người bạn thân. Họ không hề trách cứ mà còn nhiệt tình giúp anh ấy thoát ra khỏi mặc cảm tội lỗi, khiến cuộc đời Matteo như được cứu vớt và tái sinh. Lần này Andre gặp nguy hiểm, Matteo biết mình cần phải làm gì. Anh ấy phải thay bạn của mình bảo vệ con gái anh ấy. Matteo trở về nhà, lôi ra kho vũ khí ít ỏi của người bạn quá cố. Matteo phát hiện ra nguyên nhân Andre bị bắt cóc là do gã cha dượng Paul. Tên này đã lợi dụng danh tiếng của công ty tài chính, sau đó ăn chặn tiền đầu tư của Saban, khiến hắn nổi giận và ra tay trả thù lên một đứa trẻ vô tội là Andre. Đáng hận hơn, thay vì ăn năn sám hối, Paul lại bắt đầu lên kế hoạch ôm tiền bỏ trốn. Dù sao thì Andre cũng không cùng máu mủ với hắn. Matteo căm hận vô cùng, chỉ muốn một đấm cho tên đó đắp chiếu luôn. Nhưng thời gian gấp rút, Matteo buộc phải xuống nước với Paul, yêu cầu hắn giúp mình ra mặt, lừa Saban tới địa điểm giao tiền. Sau đó Matteo cướp xe của đặc vụ Interpol và rời đi. Anh không hề biết rằng Saban là một tên cáo giả. Hắn ta để chắc chắn không có sai sót gì nên đã cử sát thủ tới bắt vợ của Paul. Đặc vụ Interpol thấy vậy thì cũng lao tới muốn bảo vệ vợ của Paul. Đáng tiếc anh ta không phải đối thủ của tên sát thủ. Anh ta bị hắn ta coi như bao cát mà điên cuồng đấm đá. May mắn vợ của Paul cơ trí mới giúp đặc vụ Interpol giữ được cái mạng nhỏ của mình. Từ người bảo vệ, bây giờ lại thành kẻ được bảo vệ. Có lẽ sau vụ này, anh ấy cần đi học thêm một khóa võ phòng thân cấp tốc. Ở bên này Matteo đã tới địa điểm giao tiền. Đám kia yêu cầu anh giao tiền trước, nhưng Matteo còn lâu mới chịu tin. Anh yêu cầu một bên giao tiền, một bên giao người. Thấy Matteo không dễ dắt mũi, bọn mafia lập tức muốn từ khử anh ấy. Có điều chúng không biết rằng Matteo là kẻ không dễ ăn hiếp như vậy. Anh đưa vali cho tên chọc, hắn hí hửng ôm tiền lên xe muốn rời đi. Ai ngờ quả bom hẹn giờ trong vali bắt đầu phát huy công dụng, khiến hắn được một vé hóa vàng free luôn. Matteo không dài dòng, anh dùng khẩu lục trong tay xử lý những tên còn lại. Tất cả các thao tác đều trơn mượt như săn siêu. Matteo kéo một tên tới công xưởng gần đó, sau đó treo ngược hắn lên trên cao và bắt đầu skin lấy khẩu cung thần sầu của mình. Tên đó bây giờ mới biết mình dây phải ổ kiến lửa rồi, hắn lập tức chào thua khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.
nhưng sự thành thật bây giờ không thể giúp hắn giữ được cái mạng chó của mình. Trước khi đi tìm Saban tính sổ, Matteo đã tiễn tên đó xuống âm phủ trả nghiệp. Ở bên này, Saban đang đứng ngồi không yên vì đám sát thủ mình cử đi đều bật vô âm tín. Chỉ có duy nhất một tên được cử đi tiêu diệt Paul đã quay trở lại với túi tiền đầy ắp. Paul lừa đảo rất nhiều người để vơ vét tiền, nhưng hắn chẳng có mạng để hưởng. Saban đã nghĩ đến việc sẽ bán Andre cho bọn buôn người để kiếm thêm chút tiền bay lắc, mà không hề biết rằng rắc rối của mình là Matteo đã mò tới tận cửa rồi. Matteo bị hai thằng canh cửa quán bar chặn lại. Đối với bọn đầu cướp óc tôm này, phải dùng bạo lực để nói chuyện. Matteo đi thẳng lên lầu 2 muốn tìm Saban, lại bị đám đàn em của hắn chặn lại. Nhỏ không đi học tử tế, lớn lên mới đi làm sát thủ. Matteo tốt bụng lập tức thay phụ huynh của các cháu, dạy dỗ lại từng thằng một lượt. Với thân thủ nhanh nhạy cộng thêm cấu hình to lớn của mình, Matteo dễ dàng hạ gục bất kỳ chứng ngại vật nào. Cho đến khi chúng sử dụng tới hàng nóng, thì anh mới chịu thu tay lại. May mắn nữ đặc vụ đã kịp thời chạy tới. Trái với người đồng đội ăn hại của mình, thì cô này đáng tin cậy hơn hẳn. Matteo và nữ đặc vụ kết hợp ăn ý cùng nhau, họ như chiếc máy chém cường độ mạnh, ném tất cả đám đồng bọn của Saban vào quan tài. Ở bên trong, Saban đã đánh hơi được mùi nguy hiểm. Hắn ta thủ sẵn một khẩu súng lục trong tay. Sau đó đem theo vài tên thuộc hạ thân tín, cùng mình áo giải Andre rời đi. Tuy nhiên hôm nay chúng nó chạy đâu cho hết nắng. Súng của Matteo đã rút ra khỏi túi quần, nhất định công lý phải được thực thi. Matteo và nữ đặc vụ đuổi theo Saban, họ vấp phải hai tên sát thủ dưới trướng hắn ta. Buộc lòng Matteo và nữ đặc vụ phải chia nhau ra hành động. Nhìn giao diện của hai thằng bạm trợ kia, cũng biết là khó xơi rồi. Matteo đấu với tên chọc to con, xét về chiều cao cân nặng, hắn đều nhỉnh hơn anh ấy. Tên đó lại nắm trong tay các thế võ cận chiến rất lợi hại, khiến Matteo bị cho ăn hành ngập mồm. Vốn cơ thể đang bị thương nặng, nay lại gặp phải đối thủ nặng ký, khiến sức chiến đấu của Matteo giảm sút, anh không thể phản công và liên tục dính đòn. Ở bên này, nữ đặc vụ chân dài cũng không khá hơn là bao. Đối thủ của cô ấy là thằng chất bên ngoại của tiểu lý Phi Đao. Sở trường của hắn là dùng dao và ám khí. Tốc độ cũng đạt tới cảnh giới xuất quỷ nhập thần. Nữ đặc vụ phải căng não lên mới tránh khỏi những đòn tấn công hiểm hóc của hắn ta. Chỉ cần cô ấy lơ là một giây, sẽ bị dính đòn. Cơ thể của cô bắt đầu xuất hiện chi chít những vết thương do hắn gây ra. Trở lại với Matteo, anh vẫn chưa tìm được hướng đi riêng cho mình. Tên chọc này rất trâu bò, hắn ra tay luôn dùng 100% sức mạnh. Dù bị tên sát thủ đâm lén khiến cơ thể đau đớn, anh cũng chẳng thèm bận tâm. Matteo khác hai tên bọn chúng ở chỗ, anh có tình cảm, không phải là một cỗ máy giết người vô tri. Matteo có lý tưởng và lời hứa cần hoàn thành. Matteo đã dùng đôi tay cơ bắp của mình vặn cổ đối thủ một cách dễ dàng. Nữ đặc vụ cũng không chịu yếu thế, dù rằng thân gái liễu yếu đào tơ, nhưng cô vẫn có thể xoay chuyển tình thế thì vơ được viên gạch nện luôn vào cái đầu bóng loáng của gã chọc. Sau đó Matteo ga lăng nói, anh ấy sẽ đi giải cứu con tin, để nữ đặc vụ có cơ hội nghỉ ngơi cho lại sức. Saban tay lăm lăm khẩu súng và giữ Andre trong tay, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Matteo không dám manh động vì sợ Saban sẽ làm hại tới Andre. Anh hứa sẽ để Saban toàn mạng rời đi nếu chịu buông tha cho Andre. Nhưng Saban cho rằng mình đang ở cửa trên, nên rất vênh váo. Đối với hắn, Matteo không có cửa để đưa ra yêu sách. Andre bất ngờ cắn vào tay Saban, khiến hắn đau đớn phải thả cô bé ra. Chớp lấy cơ hội, Matteo đã bắn một viên kẹo đồng, tiễn Saban đi bán muối. Matteo cũng bị thương, dù rất đau đớn nhưng nhiều đó không đủ để lấy mạng anh ấy. Nhìn Andre vẫn bình an vô sự, Matteo cảm thấy mọi đau đớn mình phải trải qua đều rất xứng đáng. Cuối cùng nhiệm vụ giải cứu đã hoàn thành, Matteo vô tình giúp Interpol xóa sổ cả băng mafia lớn. Sau đó anh bắt đầu lên kế hoạch về một tương lai rộng mở cho mình. Trước khi rời đi, Matteo không quên hoàn thiện món quà tặng cho Andre. Đó là một ngôi đình uống trà và cả chuồng cho thú cưng, khiến Andre vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Dù rằng Matteo không lựa chọn tiếp tục ở lại trong nhà của họ, nhưng trong tim của Andre, anh ấy luôn là một người cha đỡ đầu đáng kính.